sẩm là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo, ra đời cách đây đã hơn 700 năm. Bên cạnh giá trị nghệ thuật, hát sẩm còn là loại hình âm nhạc dân gian mang đậm tính nhân văn, thẩm mỹ và giáo dục về đạo đức lối sống của mọi tầng lớp trong xã hội. Theo các tài liệu nghiên cứu, hát sẩm được hình thành khoảng thế kỷ thứ 14. Từ khi ra đời đến khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 20, hát sẩm được gọi với nhiều tên khác nhau như hát rong, hát dạo. Hát sẩm là thể loại âm nhạc dân gian chuyên nghiệp, một lối diễn xướng dân gian độc đáo trong kho tàng âm nhạc cổ truyền của dân tộc Việt Nam, với lối kể tích sâu sắc, khéo léo và hấp dẫn, với sân khấu là đường phố, là gốc đa, bến nước, sân đình, hoặc đơn giản chỉ là một góc chợ quê nghèo. Trong các loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam, có lẽ chỉ duy nhất hát sẩm được gọi với tư cách là một nghề để kiếm sống. Là sản phẩm của người lao động nên tính chất âm nhạc, lời ca hết sức mộc mạc chân thành, song nó cũng chứa đựng những nội dung tư tưởng sâu sắc. Lời ca trong hát sẩm không chỉ phong phú về thể loại như ca dao tục ngữ, thơ của các tác giả nổi tiếng mà còn rất đa dạng về mặt nội dung. Những ca từ của sẩm hàm chứa những triết lý, những lời răn dạy đạo lý ở đời. Nghệ thuật hát sẩm đạt đỉnh cao từ cuối thế kỷ 18 và thế kỷ 19. Trước đó, hát sẩm được coi là nghề kiếm sống của nhiều người dân nghèo hoặc người bị tàn tật. Tuy nhiên, sang đến thế kỷ 20 và thời kỳ chiến tranh, nghệ thuật sẩm đã phát triển theo hướng khác. Sang tới đầu thế kỷ 21, loại hình nghệ thuật này đã được nghiên cứu, gìn giữ và được đề cử là di sản thế giới cần được bảo tồn. Để giữ lại những giá trị tinh túy nhất của hát sẩm, nhiều câu lạc bộ hát sẩm đã được thành lập và nghệ thuật hát sẩm đang được các nghệ nhân truyền dạy với tinh thần bảo vệ, gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc. Con giận được nóng mình bò ra ấy chứ bánh đúc nếm thử hết con nồi bà. Thưa quý vị và các bạn, sẩm là một trong những loại hình âm nhạc cổ truyền giàu bản sắc và độc đáo bậc nhất của nước ta. Sẩm được hình thành từ lâu đời và được lưu hành theo thời gian bằng những thế hệ nghệ nhân rất tâm huyết với sẩm. Ngay lúc này, Thanh Thư đang ngồi cạnh hai nghệ nhân Thiên Hương và Bá Linh. Cảm ơn hai anh chị đã nhận lời tham gia trò chuyện cùng chương trình. Thưa hai nghệ nhân, sẩm là một loại hình âm nhạc cổ truyền dân gian cực kỳ độc đáo. Song với đại đa số công chúng thì mặc dù có thể thích nghe sẩm, nhưng đâu đó vẫn có những người chưa hiểu biết về phương thức diễn sướng đặc biệt của loại hình hát sẩm. Hai nghệ nhân có thể chia sẻ về điều này với quý vị khán thính giả được không ạ? Hát sẩm có thể nói là tiếng đời, tiếng của xã hội, là tiếng của cuộc sống của những người lao động là chính. Và nó rất gần gũi với cuộc sống đời thường. Hát sẩm mang tính thời sự rất rõ ràng. Hát sẩm sẽ mô tả lại tất cả những cái câu chuyện diễn ra xung quanh cái thời điểm đó. Thế rồi là hát sẩm mang tính truyền thông, đem câu chuyện từ nơi này đến nơi khác để hát. Và hát sẩm không phải là một loại hình diễn sướng mà nó lại là một cái loại hình sướng tích, cho nên là cái môi trường truyền thống của hát sẩm là cái nơi công cộng, những nơi tập trung đông người. Giống như Bạch Linh nói á, thì là sẩm như là một cái trung tâm nghe nhìn và sẩm thu lại những cái cuộc sống hay là những cái gì đang diễn ra trước mắt mình mang ra để mà trình diễn, và nó rất gần gũi với nhân dân và người dân lao động. Thưa hai vị khách mời của chương trình, có thể nói sau một thời gian dài nghệ thuật hát sẩm bị chìm xuống thì hiện nay sẩm đã dần được chú ý để phục hồi, giữ gìn, bảo tồn cũng như là phát huy các giá trị nghệ thuật của sẩm. Hai nghệ nhân nghĩ gì về hành trình này ạ? Có thể nói rằng cái tình hình của hát sẩm ở Việt Nam hiện nay thì cũng tương đối là có nhiều triển vọng. Thực chất mà nói thì hát sẩm là một trong những loại hình được quan tâm sau cùng nhất và là một cái loại hình mà có ít nghệ nhân nhất. Sau khi nghệ nhân Hà Thị Cầu qua đời thì những người thực hành được những cái bài hát sẩm cổ truyền là không còn nhiều, còn rất ít. Cho đến nay là cũng rất là may mắn thì là
cùng với sự nỗ lực của những người yêu hát sẩm. Đến nay thì hát sẩm cũng đã phổ biến, phổ cập được tương đối rộng rãi trên một số tỉnh thành ở miền Bắc và được sự quan tâm của nhà nước cũng như một số những cái nhà hào tâm. Cho đến nay thì hát sẩm cũng đã có những cái sự kiện lớn, và đến nay thì bản thân tôi là một nghệ nhân về hát sẩm tôi cũng rất là mừng. Còn riêng về Thanh Hóa thì tôi cũng đã là cái người mà đi rất là nhiều nơi và tôi cũng có giao tiếp và kết thân với những nghệ nhân ở Thanh Hóa như chị Thiên Hương hay một số những người yêu văn hóa dân gian. Thì hiện nay thì Thanh Hóa thì thực chất mà nói thì là nếu phải nói về cái truyền thống về lâu về xưa thì không còn lại, bị đứt quãng, nhưng tuy nhiên các cụ cũng đã gây dựng được một chút trong giai đoạn phục hưng. Cho đến nay thì rất tiếc rằng là các cụ đã qua đời, gần như là không còn ai. Và còn duy nhất cụ Lê Minh Sen thì đã cao tuổi rồi. Cái tầng lớp kế cận là chị Hương thì là một người có một chất giọng rất là tốt. Tuy nhiên là nhạc công của hát sẩm thì là gần như là không còn, bộ gõ tôi không thấy nữa. Còn đâu là cái bộ dây thì cũng có, thế tuy nhiên là cũng là những cái người đang chơi loại hình khác và chơi sang hát sẩm. Thì đó cũng đã đáng quý rồi, nhưng mà tôi rất mong là nếu chị Hương cùng với những người yêu mến hát sẩm mà tập trung được, mình làm một cái gì nó thực sự nó chuyên sâu hơn thì đó một cái điều rất tốt. Đây là cũng là một cái nỗi niềm của các nghệ nhân trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển cái môn nghệ thuật văn hóa, đặc biệt là sẩm. Thì hiện nay cái mà khó khăn nhất bảo tồn và Thanh Hóa mình ở đây đó là làm khó về cái nhạc cụ, người chơi nhạc cụ dân tộc hiện nay rất khó. Và đối với những nghệ nhân mà đang có cái tâm huyết gìn giữ bảo tồn các cái môn nghệ thuật dân gian trong tỉnh thì là một cả một vấn đề trăn trở. Đầu năm 2022 thì hát sẩm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ thành công đó thì nhiều hoạt động đầu tư, biểu diễn, bảo tồn, quảng bá cũng như phát huy các giá trị nghệ thuật của hát sẩm đã được các ban ngành, các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian quan tâm. Nghệ nhân Bá Linh có thể chia sẻ về điều này với quý vị khán thính giả được không ạ? Thực chất mà nói đấy, cái môi trường truyền thống của hát sẩm nó rất gần gũi rồi. Nhưng hiện nay nó không còn nữa. Những người thực hành, những người hành nghề ở cái môi trường truyền thống đó không còn ai nữa. Và chúng tôi là những người đã thực hành ở những cái môi trường truyền thống đó. Tuy nhiên đến bây giờ là cái vai trò, cái nhiệm vụ của chúng tôi là khá là nặng nề, cho nên chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian để hát ở môi trường truyền thống nữa. Và cũng còn một cái điều nữa là chúng ta cũng không cần phải là đưa hát sẩm trở lại, sống lại trong một xã hội theo đúng cái hình ảnh của nó những ngày xưa. Tuy nhiên để giữ được cái loại hình hát sẩm đó thì chúng ta phải có những cái hình thức bảo tồn bằng cách là gây dựng lại cái môi trường truyền thống đó để mọi người hiểu rằng hát sẩm như thế nào. Đó, thì đối với tôi thì mong muốn rằng là hát sẩm sẽ được biểu diễn công diễn thường xuyên bởi các tổ chức được nhà nước có kế hoạch, có đề án, rồi là được bảo trợ để cho những người nắm giữ loại hình hát sẩm có động lực, rồi là có cái niềm vui để sinh hoạt bảo tồn gìn giữ ở những cái môi trường khác nhau, từ những môi trường công diễn cho đến trong sân khấu, trong nhà. Hy vọng rằng trong tương lai gần, hát sẩm sẽ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, để hát sẩm có điều kiện tốt hơn nữa, phát huy các giá trị của nó sâu rộng hơn nữa trong quảng đại quần chúng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai nghệ nhân đã nhận lời tham gia trò chuyện cùng chương trình. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục văn hóa văn nghệ cũng xin được khép lại. Thanh Thư xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.